Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Tâm Đức Mobile. Hôm nay mình tiếp tục ở lại đây và cho mọi người biết là những con máy nào nên mua trong năm 2024 này, cũng như là cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Mọi người cùng theo dõi video của mình để biết xem là con máy nào nhé. Đã được trang bị màn hình Dynamic Island trên cái dòng thường cũng như dòng OLED, mọi người có đoán ra là dòng máy nào chưa? Và mình đã nhắc tới là iPhone 15 thường nha. Và thật sự là mình rất thích cái series iPhone 15. Nó cũng đẹp hơn rất là nhiều so với cái iPhone 16, 16 Plus hiện tại. Và điều đột phá trên cái dòng thường này của cái dòng series 15 thường và 15 Plus đấy là đã có thêm sự cải tiến đấy ở Dynamic Island, khác hơn so với cái dòng 14 thường cũng như là 14 Plus tiền nhiệm. Và trên cái dòng iPhone 15 này đã có nhiều sự thay đổi khác nữa. Mọi người cùng xem video của mình để biết thêm nha. Và thứ nhất, đấy là vẫn là những cái màu sắc nó rất là dịu dàng, đáng yêu như này, những màu sắc pastel rất là phù hợp và trẻ trung và năng động. Và cái dòng 15 này ngoại trừ được trang bị thêm cái màn hình Dynamic Island đã được thay đổi, đấy là cái chân sạc của nó không còn là chân sạc Lightning nữa, nó đổi sang chân sạc Type-C và được tối ưu hóa, có như là cái chuẩn hóa với lại là cái hiện tại của nó, nên là tất cả mọi chân sạc đều dùng là chân sạc cổng Type-C hết. Thì đối với lại là cái dòng iPhone 15 này, đấy là một sự tiến hóa cực kỳ lớn, phát triển cực kỳ tốt trên cái dòng iPhone 15 series, iPhone 15 hiện tại. Và sau đây là top 6 lý do anh em nên chọn iPhone 15 đáng mua trong năm 2024. Thứ nhất, đấy là camera chính lên tới 48MP, giống với dòng iPhone 14 Pro mà chúng ta có thể sở hữu trên dòng thường này, mà mức giá rẻ hơn rất là nhiều, bởi vì hiện tại giá chỉ từ 15 đến 16 củ. Tuy nhiên trên dòng 14 Pro thì nó sẽ rơi khoảng tầm 18 đến 19 củ, đắt hơn tận tầm 4 đến 5 triệu lận. Và anh em có thể thoải mái sở hữu và trải nghiệm với camera đấy trên cái dòng iPhone 15 thường này. Và thêm một cái nữa là bản thân mình tự cảm nhận thấy là cái camera của iPhone 15 thường nó chụp, quay và đẹp hơn rất là nhiều so với dòng 14, 15, thậm chí là 16 hiện tại. Nó có một cái độ nét hoàn chỉnh và nó có một cái sự mịn màng trông rất là ok nha, rất phù hợp đối với chị em phụ nữ. Nếu như mà chúng ta đang cần một con máy có thể sử dụng để quay video cũng như là chụp ảnh, làm vlog chẳng hạn, hoặc là làm livestream. Và cái thứ hai đấy là về cái thiết kế của nó thì nó vẫn là thiết kế viền nhôm thôi. Tuy nhiên nó vẫn là một cái ưu điểm bởi vì nó nhẹ hơn rất là nhiều và hạn chế cái tình trạng đấy là gây nóng máy, giật lag máy khi mà chúng ta vừa sử dụng sạc máy vừa sử dụng. Đây với lại là cái màu sắc của nó thì là màu sắc pastel rất là đẹp. Nó ngọt ngào và rất là ưa chuộng so với lại là cái dòng phụ hội trẻ em phụ nữ hiện tại. Nếu như lựa chọn cái dòng 15 thường cũng như là dòng 15 Plus. Và thiết kế hai camera chéo vẫn là một cái thiết kế camera thời thượng, đẳng cấp. Nói chung là đến thời điểm hiện tại không thể con máy nào sánh bằng so với dòng cam chéo này cả. Từ dòng 13 đến dòng 15 gây ấn tượng mạnh so với dòng cam chéo. Và tới dòng 16 thì nói chung là thất bại ê chề vì hai cái cam dọc trông rất là chán luôn. Và cái camera của nó được tích hợp đối với AI giúp anh em đấy là cải thiện cái chức năng là xóa phông này, chụp ảnh chân dung nó sắc nét hơn, tối ưu tốt hơn, cũng như là có một cái bức ảnh đẹp hơn, hoàn hảo nhất có thể cho mọi người luôn. Và với cổng sạc Type-C là cái thứ tư, giúp tăng tốc độ sạc nhanh hơn nhưng không gây ra tình trạng là nóng máy này, giật lắc đơ khi chúng ta vừa sử dụng sạc vừa sử dụng máy liên tục, thì nó sẽ không có những cái tình trạng như thế cho mình. Và thêm một cái nữa đấy là sở hữu con chip A16 cực kỳ mạnh mẽ, giúp chúng ta đấy là có thể nhanh chóng xử lý được những con game cấu hình cao, những cái đầu họa cao và trải nghiệm xem phim chơi game không bị giật lag đơ và nóng máy. Đây luôn luôn là cái vấn đề mà mọi người quan tâm khi mua máy, đấy là có bị giật lag đơ và nóng máy hay không. Và cái cuối cùng chính là với cái dung lượng pin khủng long trên cái dòng iPhone 15 thường này, thì đây chắc chắn là một điểm cộng cực kỳ to lớn cho anh em khi mà chúng ta quyết định mua iPhone 15 thường. Và anh em thấy thế nào về dòng iPhone 15 thường này? Comment xuống cho mình biết nhé.